us in Amsterdam. We'll be strolling round the candles and dance, lost in Amsterdam. Baby, don't you cry. Don't believe a word of what they say. They don't treat you right. Maybe we should run away. There's a place I know to get high and lay low, underneath the strange red lights. And I've got 2 one-way tickets and 0 fucks given. So baby, if you're down for the ride. Thời tiết ở đây kiểu kiểu vừa bước ra khỏi ngoài trời khác, kiểu trong lành thoải mái, tại vì mình đã ở trên máy bay và ở trong sân bay bao nhiêu tiếng rồi ấy, nên là được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành siêu sướng. Thế qua bây giờ chúng mình sẽ về cất đồ này, tắm rửa và sẽ lên đường đi chơi luôn. Nhà số 68 kia là nhà chúng mình thuê. Wow, view sẽ là sông. Ui giời, có cả chú vịt đâu kìa kìa. Chiêu nhỉ, chú vịt này chiêu nhỉ. Còn mình dòng sông tuyệt vời. Đây là nơi phải đến, phải đến. Bây giờ thì chúng mình sẽ được làm một cái phần mà chúng mình không hề được chuẩn bị sẵn tinh thần, đó là bê vali lên 4 tầng của thang bộ. Thôi tập thể dục luôn. Chồng mình đã bê được một cái, còn mình thì đã bê 2 cái bé. Còn đây là chiếc cuối cùng. Mà cái điều khó là cái cầu thang ở đây nó siêu bé và nó siêu dốc luôn ấy. Một cái bậc thang nó không vừa một cái đôi giày của mình. Đôi giày của mình là 37. Trời ơi. Nhưng mà thôi, để ở một nơi rất đẹp thì cũng sẵn sàng thử. Sau khi mà xếp đồ xong vào Airbnb thì chúng mình sẽ đi ăn nhẹ một cái gì đấy, tại vì đói. Không hiểu sao từ hôm sang đến... À đâu, không phải từ hôm mà mình mới đi được một hôm. Từ lúc mà kiểu bắt đầu lên máy bay để bay đến đến giờ bọn mình đói liên tục, kiểu ăn liên tục ấy, chả hiểu. Đang đói luôn rồi. Đường phố phê vãi. Thích quá đi mất thôi. Đây là cặp đôi đồng hành cùng chúng mình trong chuyến đi lần này. Vẫn như mọi lần. Let's get lost, lost in Amsterdam. Where it's you and me together, making trouble, making friends. Let's get lost, lost in Amsterdam. We'll be strolling round the candles and dance, lost in Amsterdam. Chúng mình ở Amsterdam. Bây giờ thì chúng mình đang đi bộ để đi thuê xe ô tô. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với anh Kiên, chị Loan thuê một cái xe để đi ra ngoại ô một tí, để đi đến cái chỗ làng cối xay gió. Hào hức. Cách khoảng 20 cây đấy. Sáng nay thì trời mưa một chút, nhưng mà bây giờ thì đã tạnh rồi. Rất là may mắn. Quá may mắn luôn. Bây giờ chúng mình sẽ đến làng cối xay gió ở Zanskan. Lúc đấy đã phải hỏi cái anh cho thuê xe là cái đấy đọc đúng như nào, nhưng mà vẫn không biết là có đúng thật không. Zanskan. Hôm nay chồng mình sẽ lái trước, sau đấy tí nữa sẽ đổi lái với bác Kiên. Baby don't you cry, I'm always gonna be there by your side and try to make you smile. Leave it all behind. There's a place I know to get high and lay low. Bọn mình lái ô tô đến và cũng rất là dễ định vị, chỉ đường rất là rõ ràng luôn. Ở đây có cái kẹo lạc chút nào, bảng chỉ dẫn Navi rất là chi tiết, rồi báo trước các đoạn dễ làn đường các thứ, đi làn nào dễ làn nào. Nói chung là rất là kỹ càng rồi, nên là mình nghĩ là lái xe ở đây nó cũng sẽ không quá khó khăn cho những người không biết đường giống như mình. Lúc đầu nghĩ là ở đây giao thông đi sẽ rất là nhanh, nhưng mà không, thật ra là cũng như ở Việt Nam thôi. Ra cao tốc cũng là 100 cây trên giờ, rồi vào trong khu thì 40-50 cây trên giờ thôi, cũng dễ đi.
where it's you and me together, making trouble, making friends. Let's get lost, lost in Amsterdam. We'll be strolling round the candles and dance, lost in Amsterdam. Lost in Amsterdam. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi tìm một hàng ăn để ăn trưa, sau đấy sẽ đi chơi tiếp. Chiều nay thì chúng mình sẽ chuyển đến một khách sạn Ritz-Carlton Amsterdam. Rất là hay đây, và chiều nay chúng mình sẽ quay lại nhá. Is my love too much? Is it just enough for you? Bây giờ thì chúng mình đã có đầy đủ vali ở đằng sau cô. Vừa vác kiểu 4 tầng cầu thang siêu nhỏ siêu lốc như hôm đầu tiên mình đến quay cho mọi người xem. Kiểu trời thì lạnh ấy, mà bê xong phát kiểu người lại nóng luôn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ di chuyển đến khách sạn Pulitzer Amsterdam. Bọn mình được tặng 2 đêm nghỉ ở đây. Và bây giờ thì đang rất hào hức để đến xem là khách sạn đó như thế nào. Nhìn trên ảnh thì đã rất là mê rồi. Chắc chắn là có cầu thang máy rồi đúng không? Nếu mà không thì cũng đành phải mê rồi chứ biết sao. Nhìn chắc là có rồi đấy. May mà hôm nay bọn mình kiểu thuê ô tô ấy, đi lại rất là tiện lợi. Tại vì ngày hôm nay mưa hơi nhiều. Nó cứ mưa một lúc xong lại tạnh, xong lại mưa. Thời tiết hơi thất thường một chút. Mà hy vọng là ngày mai không mưa. Nếu như với kế hoạch mà hay di chuyển ấy, thì theo mình là thuê ô tô là rất là hợp lý. Tại vì thực ra taxi ở đây nhá, khá là tính đắt. Ra mỗi một quốc taxi là cũng rất là tốn rồi đấy. Thuê cái xe này thì tính ra là khoảng 5 triệu cho 24 giờ. Thì có nghĩa nếu mà trong ngày mình di chuyển nhiều, sau rồi mình lúc nãy mình còn đi đến cái Zanzibar kìa, kiểu cũng khá là xa ấy, thì đi taxi nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Như lần trước mình từ sân bay về đến nơi ở của mình mà đã hơn 1 triệu rồi. Mà đi không xa, không xa mà cũng đã hơn 1 triệu rồi. Kyoto trong thành phố nó cũng là một cái trải nghiệm rất là hay, kiểu giống như kiểu người bản địa luôn ấy. Đây em kiểu mọi người có thể xem ấy, tức là đường thì rất là bé, mọi người đi bộ cũng ngay ở trên ấy, nên là mình cũng toàn di chuyển chậm thôi. Nên là đi cũng vừa đi vừa ngắm cảnh được, không kiểu bị sợ hay là gì cả. Bọn mình cũng rất là muốn thử cái kiểu đạp xe ở Amsterdam, nó cũng là một điều rất là đặc sắc. Tại ở đây mọi người đạp xe rất là nhiều, nhưng mà mấy hôm nay mưa quá vẫn chưa thể đạp xe được. Hy vọng là mai mai thời tiết hy vọng sẽ đẹp hơn. Đây là cái khách sạn mà bọn mình sẽ ở 2 đêm còn lại ở Amsterdam. Trời ơi, nhìn bên ngoài đã thấy siêu xinh rồi. Và nó chính là một cái căn nhà đặc trưng của Amsterdam luôn. I made a surprise for you in the room. Wow. So maybe that's nice for you too. Không biết là có bất ngờ gì với chúng mình đây. Sao em có bất ngờ không? Kiểu không nghĩ là được chào đón nồng nhiệt như này. Đây, tức là mọi người đã chuẩn bị một món quà ở đây này. Có cả thiệp này. Wow, đã được in ở trời Tây rồi nhá. Lúc nãy đã rất thích rồi, nhưng bây giờ mình sẽ quay room tour lại cho mọi người một chút. Ở đây thì có một chiếc giường siêu xinh và view ra thẳng bờ sông bên ngoài luôn ấy. Đây là cái mình thích nhất của căn phòng này, là view nó rất là đẹp. Và trước khi mà mình đến thì cái bạn quản lý ở đây cũng đã nói với mình là sẽ cho bọn mình một cái phòng view ra sông như thế này rồi. Rất là thích luôn và không nghĩ là nó lại đẹp đến như thế này. Và kiểu không nghĩ là lúc đến đã được chuẩn bị tiếp đón nồng nhiệt. Ăn thử đi. Từng bức thư, từng món quà cho cả mình lẫn xoài. Và trước khi đi thì bạn cũng hỏi mình là kiểu có xoài đi cùng không, nhưng mà mình bảo là xoài không đi, nhưng mà bạn vẫn chuẩn bị một món quà dành cho xoài. Và đây là tất cả những bức ảnh chắc đã được lấy trên Instagram của bọn mình. Xoài luôn luôn được đi cùng bố mẹ. Trời ơi,
siêu lãng mạn. Yeah. Yêu quá. Nhà vệ sinh đây. Kiểu rất là tinh tế. Mọi thứ nó rất là đơn giản thôi. Ok, như vậy là chúng mình đã nhận phòng xong rồi, cũng đã quay qua room tour và là rất là ấn tượng và khách sạn này rất là đẹp đấy, chú đáo kiểu vừa mạn. Đẹp và vừa chú đáo xong lãng mạn, xong khi lên đến cửa chị lại còn bảo là có một surprise cho mình. Surprise mình có surprise gì nhỉ? Mình nghĩ là chắc là kiểu phòng sẽ rất là đẹp là surprise rồi. Hóa ra là kiểu đây rồi, cực kỳ đấy. Bây giờ thì chúng mình có hẹn đi ăn với anh chị Kiên Loan. Thì bây giờ chúng mình sẽ xuống lái xe đón anh chị. Ở đây, mời mọi người ăn cùng chúng tôi nhé. Bây giờ tôi đã rất đói rồi nên là tôi sẽ không quay nữa đâu. Bây giờ thì đã là 9 giờ. Bọn mình đã dậy từ khoảng 7 giờ sáng rồi. Tại vì ngủ rất là ngon, xong rồi kiểu ngủ đủ giấc một cái là tự tỉnh dậy ấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ xuống ăn sáng. Và ngày hôm nay thì chúng mình có hẹn chụp ảnh với một bạn tên là Lana ở Amsterdam này luôn. Hào hức, hai đứa mình rất là thích chụp ảnh. Với cả cảnh ở đây nó quá đẹp, nếu mà mình không chụp ảnh lại nó rất là phí. Bây giờ thì chúng mình sẽ xuống ăn sáng đây. Yeah. Bây giờ chúng mình lại ở Times Square, nhưng mà hôm nay thì trời rất là đẹp, trông kiểu đẹp hơn hẳn ngày hôm qua luôn. Nắng to và thế nên là hôm nay chim cũng đậu rất là nhiều. Kiểu mình có gạo trên tay là chim đậu cả lên tay, đậu cả lên đầu mình luôn, nó còn đứng trông lên nhau. Đấy. Khi mà chụp ảnh xong thì chúng mình đã gặp đôi này. Úi dồi ôi. Và bây giờ thì chúng mình sẽ ngồi đây để ăn bữa trưa. Lại là pizza và mì. Đây là bữa trưa của chúng mình. Lại là pizza và mì Ý. Nhưng mà hôm nay có thêm món salad cá ngừ. Bây giờ thì chúng mình sẽ thưởng thức nha. Vậy là bọn mình đã ăn xong bữa sáng cuối cùng ở Amsterdam. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt xe để ra sân bay. Nói chung Hà Lan thì là một nơi mà kiểu nếu mà mọi người đang quá bận rộn công việc và sống nhật hàng ngày thì khi mà đến đây sẽ thấy mọi thứ nó chậm lại hẳn luôn, làm cho mình có cảm giác rất là thư giãn. Ở đây cũng không phải là một nơi mà kiểu khi đến để mình shopping hay là đi chơi hay kiểu nhộn nhịp quá. Đây là một nước rất là kiểu yên bình, mọi thứ nó cũng kiểu mở rất muộn và đóng rất sớm để mọi người kiểu hưởng thụ thôi, chứ không có thương mại quá nhiều. Nên đây cũng là một cái trải nghiệm rất là hay, và mình nghĩ là những người mà đang quá bận rộn với công việc thì cần những cái khoảng thời gian như thế này. Và mình rất là thích cái khoảng thời gian này, và nếu có được chắc chắn là bọn mình sẽ vẫn quay lại. Tôi vẫn muốn quay lại. Xe của mình đây rồi.